Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay là hàng vừa về tới các bạn ơi, Yến vừa mới về tới luôn. Đây, nguyên xe hàng nè, Yến và nước mắm nhĩ KT Food. Thì hôm nay KT sẽ chia sẻ các bạn, hôm nay mình có promotion gì nếu mà các bạn gọi vào nha. Thì nước mắm nhĩ là không có pha nước nha các bạn. Và nguyên chất trong nước mắm nhĩ mình muốn chia sẻ các bạn là chỉ có cá cơm và muối mà thôi. Là nước mắm nhĩ nguyên chất mình sẽ mở ra chia sẻ các bạn. Vừa mới về tới hổm ra hết hàng là cũng hơn tháng rồi các bạn. Cái chai lớn á, 180ml á, là giờ hôm nay mới về. Và có măng khô rồi, có măng khô, măng rừng khô nè, rồi măng lưỡi lợn khô. Và Yến vừa về tới luôn các bạn. Thì đi nguyên một cái thùng này nè, nguyên một cái container 40 feet luôn. Trong đó có yến vàng và yến trắng, mình sẽ mở ra mình chia sẻ các bạn là ở trong đó nhìn nó như thế nào và cái vị nó ra sao và bao nhiêu gram đường cho mỗi hũ luôn. Và khi mà các bạn so sánh hũ yến của KT và những nơi khác, các bạn có thể thấy sự khác biệt là trong đây yến không có mũ chơm gì đâu nha. Là nguyên chất chỉ có yến và có đông trùng hạ thảo, rất là nhiều yến luôn. Đây là toàn cảnh chuyển hàng vừa mới về luôn các bạn đó. Toàn cảnh hàng hóa về nãy giờ rần luôn các bạn ơi, cả chục người luôn. Và bây giờ là nước mắm tháo ra cho các bạn xem. Ồ, nước mắm nhĩ ngon lắm các bạn ơi. Mình chỉ cần mình lấy ra và mình chấm với lại thịt luộc rồi đó. Hay là hải sản mình luộc, mình hấp rồi đó, mình chấm ăn luôn. Ngon lắm luôn á. Xuất sắc luôn. Một thùng hả chị? Đúng rồi, một thùng lấy xuống cho chị. Mở ra. Ok. Bây giờ biết sao không cho nó gòn á. Ừ. Rồi bây giờ mình mở ra nè. Hấp dẫn lắm đó. Các bạn khi mà các bạn mua là nó rất là dễ, mình tặng quà cũng được nữa, tại vì làm giống như một cái gói quà vậy đó. Đó, các bạn nhìn nè. Đó, mắm nhĩ KT Food nè. Nó giống như một cái gói quà đó. Đó. Cái túi quà như vậy nè. Đó. Bây giờ mình mở nó ra cho các bạn xem. Đây nè. Nó có một cái window như thế này nè. Đó. Trong đây là 6 chai nước mắm nhĩ KT Food nha các bạn. 6 thơm chai. Thơm quá chị KT ơi. Ồ, ngon lắm. Đây, đó. Hàng mới về, hàng mới làm luôn. KT làm mới nha các bạn. Tức là mỗi lần mình đặt hàng là người ta sẽ làm mới cho mình. Đó. Các bạn thấy những cái màu cánh gián nè. Lát mình ra mình quay ngoài ánh sáng các bạn sẽ thấy rõ hơn. 180ml ha. Một chai như thế này rất là sang mà rất là ngon. Đúng rồi, trong hộp này là 6 chai nha các bạn. Hiện tại bây giờ là KT đang sale giảm giá nha các bạn. Một hộp như thế này 36 đô nhưng mà đang giảm giá còn có 30 đô mà thôi. Còn đây là chai nhỏ dành cho bạn nào mà đem theo đi du lịch hay là mình để trên bàn ăn á. Nó nhỏ nhỏ, nó gọn các bạn. Thì trong cái hộp này có 8 chai. Đây. Mở ra. Đó, trong đây là có 8 chai nho nhỏ. Ngào ngạt luôn. 8 chai, một chai là 60ml nha các bạn, rất là xinh. Bây giờ đã đóng hộp rồi. Mà rất là kỹ, đóng này là khi mà ship cho các bạn là nó không có bị bể nha các bạn. Và đang giảm giá luôn. Ví dụ này bình thường là 20 đô, hôm nay sale còn 18 đô nha các bạn. Đó, 8 chai như thế này, rất là cưng. Nhìn cưng hết sức luôn nè. Nè các bạn thấy cái nước mắm màu cánh gián không? Ngon lắm. Nhỏ gọn tiện lợi khi đi du lịch. À. Cái đến là thùng măng này. Về quá trời luôn. Muốn chia sẻ các bạn cái này măng rừng, măng lưỡi lợn, măng mầm á, ngon lắm các bạn. Thì cái loại này là mình đặt cái loại mà không có quá chất nha, không có chất bảo quản nha các bạn. Ngon lắm. Đó, tươi ngon dễ sợ luôn chưa? Đó các bạn ơi. Cái này ha, một bịch mà các bạn ngâm và các bạn nấu ra là
là khoảng chừng 22 tô cho một túi như thế này, 22 tô măng là tô lớn đó nha. Và các bạn nhìn nè, không có bỏ gì vô thêm đây, không có quá chất. Và sun dry tức là mình phơi nắng, phơi khô nha các bạn. Các bạn thấy cái màu này là màu mật măng. Khi mà mình ngâm và nấu ra nó sẽ vàng như thế này, chứ nó không phải cái màu này nha. Mật măng khi mà mình phơi khô là nó sẽ ra này. Nhưng mà khi mà mình ngâm rồi mình nấu ra nó sẽ ra màu vàng ha. Và hiện tại bây giờ tiệm đang có giá là 20 đô cho một cái túi như thế này, nấu được 22 tô và 400 gram. Các bạn lưu ý nha, bây giờ mình có promotion cho các bạn luôn, đó là free ship nếu như các bạn order trên 150 đô cho sản phẩm của KT, đó là măng, ok, và cái túi thơm phở nha các bạn. Còn nước mắm là KT không free ship được, là tại vì nước mắm nó nặng á, tiền ship nó hơi nặng á, các bạn thông cảm giúp KT nha. Và có cái thùng này nữa nè, KT làm free ship luôn nếu mà các bạn có thể mua 150 đô, tức là măng ha, và măng rừng loại này thì 13 đô là xét sợi sẵn rồi nè, 13 đô xét sợi sẵn ha. Rồi đây là hoa hồi của bà bán phở, là phải nói là tuyệt vời, mình lấy ra cho các bạn xem để mình phân biệt được. Cái này nó rất là thơm, mà các bạn thấy nó từng cánh như thế này không? Nếu mà bạn mua ngoài chợ là nó sẽ quíu, nó khô, nó quíu lại. Là cái đó người ta đã lấy chiết xuất tinh dầu của hoa hồi ra rồi. Để mà cái tinh dầu đó là trị cảm cúm đó các bạn. Bên đây mình đặt là cái loại là không có lấy tinh dầu ra nha các bạn. Nó còn nguyên chất. Cho nên là các bạn nhìn nè. Đó, cái cánh hoa hồi nó rất là đẹp luôn. Đây nè. Đó, bạn sẽ không tìm ra được cái cánh hoa hồi này ở ngoài chợ, mình bảo đảm luôn. Đây, các bạn so sánh ha, cái cánh hoa hồi. Mình ăn đồ ngon thì mình muốn giới thiệu với các bạn, mình chia sẻ là không hóa chất nha các bạn. Các bạn có bao giờ thấy cái cánh hoa hồi mà nó đẹp vậy không? Mình nói thiệt luôn, không bao giờ mình thấy luôn. Khi mà mình phát hiện ra, mình tìm ra được cái sản phẩm này, mình mừng lắm các bạn. Nè, mà nó thơm lắm, ảnh này được một cái là các bạn nhìn nè. Đó, nó rất là nhiều. Một hộp như thế này 200 gram là nó nhiều lắm nè các bạn, thấy không? Rất là nhiều, bạn nấu không biết bao nhiêu nồi phở luôn á các bạn. Mà thơm lắm. Mà bây giờ khi chị đang giảm giá, tức là có promotion vừa free ship mà vừa giảm giá, là cái hộp này bình thường mình bán là 13 đô nha các bạn. Nhưng mà bây giờ giảm giá còn có 10 đô thôi các bạn ơi. Nấu một nồi phở là chỉ còn có 2-3 cánh thôi nha các bạn. Cho nên bạn nào thích thì mua. Mỗi lần bạn của khi chị ở bên Colorado qua là chị mua lần 3 bịch, 4 bịch chị để dành chị nấu ăn. Tại vì không phải lúc nào cũng có mặt hàng này hết á. Thì cái này ngoài nấu phở thì các bạn có thể ngâm rượu mai quế lộ nè, hay là mình nấu bò kho mình bỏ vô nè, nó rất là thơm. Rồi mình có thể khi mà mình luộc thịt á, hay là luộc những cái món như là có mùi như là lòng heo, lòng bò đó các bạn, thì mình thả vô cho nó thơm, nó không có bị nghe mùi lòng nữa các bạn. Kế đến là khi chị muốn chia sẻ các bạn hàng về tới, trời hổng rày ai cũng hỏi hết hàng các bạn ơi. Túi thơm của bà bán phở là trong đây một túi như thế này á, là có tới 6 túi. Đó, một bịch này có 6 túi và một túi nấu được 5 lít phở. Mà một túi như thế này bán 4 năm nay khi chị chưa bao giờ dám lên giá. Mặc dù hàng ở bên Việt Nam là lên giá rồi đó, nhưng mà khi chị không dám lên luôn. Là một túi này chỉ có 20 đô mà nấu được tới 6 nồi phở. Một nồi phở là 5 lít nha các bạn. 5 lít mình ăn có thể được 7 tô. Đó, là trong đây đã rang sẵn rồi, các bạn không cần phải rang nữa, rất là dễ luôn. Đó lý do tại sao mình bán rất là đắt cái này. Thì hiện tại bây giờ mình cũng cho free ship nếu bạn cầm bay. Bây giờ mình mix với nhau, mua 150 đô là có free ship cho măng và hoa hồi và túi thơm phở nha các bạn. Và các bạn ơi, bây giờ Kitty sẽ mở ra cho các bạn xem ở trong nó nhiều yến như thế nào. Hồi nãy giờ Kitty bán rất là được, rất là nhiều yến. Mấy cô, mấy chú lại mua nhiều, Kitty rất là cảm ơn. Và có một chị rất là yêu thương Kitty, chị tên Dung. Rồi, chị lại chị thương Kitty quá chừng, chị mua quá trời luôn, thương dễ sợ luôn. Chị nói chị ở gần đây, chị tới chị ủng hộ. Và bây giờ, trước khi Kitty mở yến ra cho các bạn xem, Kitty muốn nói lại, tại công ty mới gọi Kitty và nói cái giá của nước mắm á. Hồi nãy Kitty có nói các bạn là 30 đô, thì công ty nói bây giờ giảm thêm cho cái chương trình của Kitty là còn 27 đô cho 6 chai này nha, 27 đô nha các bạn. Nhưng mà thông cảm giúp Kitty là không có free ship cho nước mắm được. Nước mắm ship cái này nó rất là nặng á các bạn, cho nên chi phí cũng hơi cao. Thông cảm giúp Kitty, cho nên là Kitty đã giảm từ 36 đô xuống còn có 6 chai này, còn 27 đô rồi các bạn. Rất là ngon nha. Mình để một lát mình mở ra cho các bạn. Bây giờ mình cho các bạn xem yến. Khi mà các bạn mua yến, Kitty sẽ tặng cho các bạn cái hộp này. Đó. Cái này là cái túi á các bạn, nhìn sang ghê sợ. Đó. Để cho các bạn có muốn tặng cho ai thì tặng. Thì chương trình Kitty đang có hiện tại bây giờ là mua 5 hộp trở lên thì sẽ được free ship. Thì cái giá nếu mà bạn mua dưới 5 hộp thì sẽ có cái giá ship.
Thì mình để ý trên màn hình cho các bạn luôn là cái giá này là của USPS. Một hộp là 15 đô, hai hộp là 17 đô tiền ship, ba hộp là 20 đô và bốn hộp là 22 đô. Đó là năm hộp là 32 đô. Cho nên là Katie để hết cho các bạn là cái giá này là của USPS, nhưng mà nếu bạn mua 5 hộp trở lên Katie sẽ free ship nha các bạn. Đó là công ty đang có chương trình khuyến mãi free ship. Và hiện tại là các bạn nếu mà ở khu Bosa thì ghé Bosa, tiệm tạp hóa 7 Bosa cũng là của Katie bên đó nha. Còn bạn nào mà ở khu Anaheim hay Gold Coast mà ở gần đây thì ghé tiệm của Katie. Địa chỉ mình để trên màn hình và số điện thoại của hai tiệm mình để trên màn hình luôn. Và hai tiệm đều ship cho các bạn free ship luôn nha. Chỉ có điều ở bên tiệm của Katie thì không có nước mắm và không có những cái túi phở thơm. Cái túi phở thơm măng và hoa hồi thì sẽ được free ship nếu như các bạn mua minimum là 150 đô. Còn yến là các bạn mua là giúp Katie là minimum 5 hộp yến thì mới có free ship ha. Nhưng mà nếu mà mình biết sẽ có bạn nói ồ bây giờ mua 150 đô hồi túi phở thơm rồi bây giờ bỏ vô 1-2 hộp yến được không? Dạ được, dạ Katie cũng làm được. Nhưng mà với điều kiện là phải mua ít nhất 150 đô cho hoa hồi, túi phở thơm và măng 150 đô rồi mới bỏ yến vô thì Katie sẽ có free ship nha các bạn. Mình nói rõ ràng cho hy vọng là các bạn sẽ thông cảm và hiểu được. Và bây giờ Katie sẽ mở ra cho các bạn xem ở trong đây yến nó nhìn nhiều như thế nào và lý do tại sao Katie bán nhiều yến như vậy ha. Cái hộp này thì trước hết mình mở cái loại đây, cái loại yến trắng. Hai cái hộp á các bạn nhìn nè, nó sẽ khác một chút là ở đây nó có cái chữ gold tức là yến vàng á các bạn. Và yến vàng là các bạn sẽ thấy số 35%, còn yến trắng các bạn sẽ thấy 25%. Và đông trùng hạ thảo ở trong yến vàng nó sẽ nhiều gấp 4 lần của cái yến trắng. Hai loại yến nào cũng nhiều hết trơn các bạn. Mình bỏ ra cho các bạn xem từng hũ xem nó nhiều như thế nào giữa yến trắng và yến vàng mà bạn sẽ không tìm ở đâu ra giống như vậy hết nha. Thì trước hết Katie sẽ mở cái hộp yến trắng ra nha các bạn. Đây. Đẹp chưa? Nó có cái seal nữa nha các bạn. Đây nè, cái seal này nè. Đóng gói rất là tỉ mỉ luôn á các bạn. Đây. Đẹp chưa? Phải nói là Katie đặt làm rất là tỉ mỉ chi tiết để nhìn giống như một cái hộp quà mà tôn trọng khách hàng á các bạn. Từng chi tiết một cho tới cái miếng vải vàng này là các bạn, từng chi tiết một tốn rất là nhiều nhân công và chi phí á các bạn. Này. Người ta đóng gói kỹ lắm. Không có sợ bị bể. Nếu mà ship á không có sợ bị bể. Các bạn thấy cái logo không? Cái này là cái logo này cho tượng trưng là nó không có bị giả mạo nha. Logo của Vương Katie Food Vương Triều á. Khuỷu này thì nó hơi khó, phải dùng mà sức lắm mới khuỷu ra được nha các bạn. Cho các bạn xem nè. Mình đổ ra hai cái chén khác nhau cho các bạn xem. Đó. Các bạn thấy không? Yến không là yến, các bạn có bao giờ thấy ở chỗ nào mà bán yến mà nó ra sợi như thế này mà giá này không? Và có đông trùng hạ thảo không? Quá trời yến luôn nè. Có ba sợi đông trùng hạ thảo nha. Yến trắng và bây giờ mình mở yến vàng ra cho các bạn xem. Đây là cái hộp yến vàng ha. Cũng có cái seal nha các bạn. Cái seal hai bên như thế này. Một lát mình sẽ thông báo, mình sẽ cho các fan mà tới tiệm của Katie nè. Và những location nào sẽ cho thử yến luôn nha. Đây các bạn. Yến Vương Triều là yến vàng ha. Giờ mình mở ra cho các bạn xem. Để cho một cái chén khác. Có chữ gold là yến vàng ha các bạn. Đây là yến vàng ha. Đó, các bạn thấy không? Quá trời luôn. Đặt ngẹt luôn các bạn. Đó. Đây nè. Đầy ngẹt yến luôn. Yến vàng nha các bạn. Quá trời yến luôn các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ thử ha. Mời các bạn nha.
các bạn nghe nó giòn giòn sực sực không? Nó là đông trùng hạ thảo á. Mình làm cái kiểu này ngọt vừa, tức là ngọt ít ít thôi, để cho bạn nào mà có bị tiểu đường thì cũng có thể uống cái này nha. Một ngày ăn một chén như thế này á, sau 6 tuần đẹp da lắm các bạn. Ngon quá. Còn đây là yến vàng ha. Wow, chờ yến các bạn coi nè. À, mời các bạn nha. Nếu mình có điều kiện á, một ngày mình uống 2 hũ yến vào buổi sáng là nguyên ngày mình có năng lượng và da cũng đẹp nữa các bạn, và giúp cho khớp xương rồi luôn á. Yến ngày xưa là cho vua chúa, tiện quá đắt tiền, nhưng mà bây giờ là mình người dân bình thường cũng có thể uống yến được luôn. Các bạn ơi, sẵn đây KT chia sẻ nha. Cuối tuần này ở tiệm KT Food Shop ở chợ Sài Gòn City Market và ở Lucky, thì những địa điểm KT nói trên là có cho thử yến nha các bạn. Sẽ cho thử yến, nếu mà bạn tới thì sẽ cho thử yến để bạn quyết định là bạn có thích mà muốn mua hay không. Và cái này là chưa ai bao giờ cho thử yến chứ, có mình KT rồi các bạn. Tại vì mình thấy là mình rất là tôn trọng và mình rất là thương yêu những người theo dõi KT, cho nên là KT muốn cho thử luôn, rồi thích thì mua ủng hộ, còn không không sao hết. Nhưng mà nếu mà ship á, là bên tiệm bảy cũng ship, rồi bên tiệm của KT cũng ship. Mình ở gần ở đâu thì mình ghé ha. Và nếu mà bạn mua sỉ á, thì KT sẽ để số phone trên màn hình nè. Bạn nào mà mua sỉ thì gọi vào, mình để 3 số phone, 2 cái tiệm và số phone mua sỉ luôn ha. Nếu mà bạn nào có nhu cầu mua, thí dụ mình mua về mình để trong nhà hàng, mình bán một hũ như thế này, tùy theo yến trắng hay yến vàng mà mình bán một hũ mười mấy đô là sẽ có người mua các bạn, thì rất là ngon luôn, nhiều yến lắm các bạn. Thì bạn nào mà muốn đem về nhà hàng hay là đem về chợ hay là đem về shop của mình bán hay là bán online thì liên lạc KT nha. Mình sẽ để số phone mua sỉ trên màn hình nha. Kế đến KT mở nước mắm cho các bạn và thử luôn. Trời ơi, nước mắm này có nhiều cô chú anh chị em mua về làm quà và ăn rồi khen quá trời luôn. Có nhiều cô chú lại cảm ơn KT vì và khóc luôn các bạn. Để lát mình tâm sự sao. Đây nè, chai nước mắm thì mình quay rõ cho các bạn xem nè. Cái màu cánh gián này các bạn thấy không? Đẹp dễ sợ không? Có ngày hết hạn ở trên đây luôn ha. Cái này là cái batch mới luôn á, tức là mỗi lần KT đặt á là mình đặt mấy cái batch mới luôn á các bạn. Rồi, thơm dễ sợ không? Thơm lắm các bạn ơi. Các bạn chỉ cần nấu một nồi cơm trắng lên, rồi ăn này với lại nước mắm với lại miếng thịt luộc thôi là cũng đủ ngon rồi nè. Đó. Trời ơi. Mời các bạn nha. Trời ơi, ngon, xuất sắc luôn á các bạn. Cái này không phải mình, các bạn sẽ nói là mình mèo khen mèo về đuôi, không có. Khi chỉ đặt cái loại ngon nhất, cực phẩm luôn. Không có cần phải cho thêm đường bột ngọt gì đâu nha các bạn. Và mình lặp lại nha, nước mắm nhĩ nguyên chất là không có đường, không có bột ngọt, chỉ có muối và cá. Mình đã đi về tới tận Phan Thiết mình quay, mình chia sẻ các bạn lý do tại sao mà nó không có đường, không có bột ngọt mà không có pha nước mà nó ngon như thế này. Mình đã chia sẻ rồi, các bạn xem lại cái video đó, mình đã quay rất là tỉ mỉ luôn. Và ăn chỉ cần dầm miếng ớt với lại ăn dưa leo, mình ghiền dưa leo với lại trứng luộc đó, ngon lắm các bạn ơi. Và hiện tại là ở đang tiệm tạp hóa Bảy Bô Sa là có ship cái này. Ở tiệm KT Food không có nha các bạn. KT Food Shop là mình muốn chuyên về những cái thiết bị máy móc, kem, xăm và những cái thiết bị làm về dưỡng da đẹp, mờ vết nám, tàn nhang, đồi mồi và dạ, những cái máy mà làm tăng mỡ bụng hay là nâng cơ mặt đó, những cái đó. Và yến, xăm là những cái đó là KT bán ở đây, và dưỡng da nè. Những cái mỹ phẩm khi chị bán để dưỡng da là mờ vết nám đó, đó là mình muốn focus ở đây. Còn bên kia là về đồ ăn ha. Và anh chị em cô chú nào mà thương KT thì cái số phone mình đã để trên màn hình từ hồi nãy giờ, cứ gọi vào và sẽ tìm sẽ ship cho tất cả các anh chị em cô chú tận nhà luôn. Và hiện tại promotion đó là free ship chỉ trong thời gian ngắn thôi, xin thông cảm nhưng KT đã, bởi vì KT đã sale rồi, sale nhiều lắm á, cho nên là free ship là chỉ cho cái thời gian này thôi nha, thời gian KT khai trương. Cảm ơn các anh chị em cô chú nhiều lắm. Nếu mà cuối tuần này có rảnh thì ghé đây, ghé tiệm KT hay là ghé Sài Gòn City Market hay là ghé bên Lucky Seafood để mà ăn thử yến rồi quyết định có mua hay không.
ha. Cảm ơn các anh chị em cô chú nhiều lắm. Mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Phải công nhận gương mặt có sáng sủa hài hòa hay không thì cũng cần phải có một cặp chân mày đẹp hợp với gương mặt của mình. Chân mày cũng giúp mình tỏa sáng. Ngày trước mình đi xăm chân mày lỡ bị chỗ xanh và đỏ, đi sửa nhiều lần nhưng không được. May sao mình biết được em Kelly Hà, chuyên gia phun xăm thẩm mỹ, thế là mình đến làm liền, làm xong vô cùng hài lòng. Kelly Hà là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, luôn đón đầu các xu hướng thẩm mỹ hiện đại với kỹ thuật mới, với các dịch vụ làm đẹp như phun môi, phun đông mày, phun mí, sửa lông mày chỗ xanh, chỗ đỏ. Với mục tiêu luôn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên một cách hoàn hảo, Kelly Hà mang đến cho khách với cam kết không đau, không sưng, không kích ứng và không chảy máu, an toàn tuyệt đối, màu mực tự nhiên, bền đẹp theo thời gian, không cần kiêng khem, đẹp ngay sau khi làm. Đặc biệt có giảm giá từ 50 cho tới 100 đô tùy từng dịch vụ. Đặt lịch ngay để nhận được ưu đãi và tận hưởng các dịch vụ tốt nha. Tiệm trang sức PJ Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US One 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực, tác động đến đời sống con người. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm nằm trên Phước Lộc Thọ, tầng 2 trên lầu nha, hay gọi 714-726-9911. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.